có nên mua máy lọc nước để bàn sisosum gaua tạo hydro dùng cho gia đình không trước kia mình cũng như bạn vậy trước khi mua em máy lọc nước để bàn này mình đã lăn tăn rất nhiều với một loạt câu hỏi như máy dùng liệu có tốt liệu nó có xứng đáng với số tiền mình bỏ ra và sau bao ngày chiến tranh nội tâm mình đã quyết định mua em nó và rồi đến hôm nay mình đã tự tin ngồi đây viết những dòng tâm sự với các bạn Vậy cuối cùng là có nên mua không nhỉ? Cùng theo dõi nhé! Nước hydrogen là gì? Hydro là chất khí có tên tiếng Anh là hydrogen. Nước hydrogen là loại nước có chứa khí hydrogen nó còn có tên gọi khác như là nước trẻ hóa, nước khỏe, nước sống, nước năng lượng cao, nước ecoli. Nước hydrogen có chứa một hàm lượng ion H, -O ở trong nó. Trong đó O kiềm, nhiều hơn H, vì thế. Nó còn được gọi là nước hydrogen ion kiềm, so với nước uống thông thường, loại nước này có chỉ số về độ kiềm cao pH từ 8.0. 8.5 giúp trung hòa axit trong cơ thể tính oxy hóa khử thấp OAP âm 100 đến âm 150 chỉ số âm càng lớn, nước càng có nhiều chất chống oxy hóa, giúp trẻ hóa các tế bào trong cơ thể, phòng tránh nhiều bệnh tật do sự oxy hóa gây nên như ung thư, tiểu đường, dạ dày, và lượng hydrogen hòa tan ở mức 140. 200 ppb mg hydro M3 giúp nước uống dễ hấp thu vào cơ thể có lợi hơn cho sức khỏe. Hai lợi ích lớn nhất có thể được chỉ ra ngay là trẻ hóa làn da, ngăn ngừa lão hóa. Thứ hai, độ kiềm cao còn giúp trung hóa lượng axit dư thừa mà chúng ta nhập vào cơ thể hàng ngày qua thức ăn nhanh, đồ ngọt. Giúp cơ thể khỏe mạnh hơn sức đề kháng tốt hơn, dấu lớn dấu lớn mua búp bê Otafuku Nhật Bản hàng hiếm ở đâu tại Việt Nam, mã SP, phát 123.307.065, máy lọc nước để bàn Shisosum GAUAA tạo hydro, sau khi đã biết thế nào là nước hydrogen rồi thì chúng mình cùng tìm hiểu các thông số của chiếc máy này nhé, thông tin sản phẩm, màu sắc, ba màu trắng, đen, đỏ, sản phẩm đi kèm, thân sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, bộ lọc lọc nước tích hợp sẵn dây nguồn 1,6m ký chú khó nhìn thấy một số đèn nút nhưng chức năng vẫn ổn thương hiệu GIAUAA sản xuất tại Nhật Bản thể loại máy tạo nước hydro máy tạo nước hydro để bàn chế độ tạo nước hydro phương pháp hydro kép hòa tan full bong bóng lượng hydro hòa tan khoảng 1,0 ppm 0,8 đến 1,1 ppm lượng hydro full khoảng 2,8% OAP khoảng trừ 350 đến trừ 450 mV. NS nước thô pH 0,2 khoảng trung tính, điện áp cung cấp điện AC 100V tần số nguồn 50 đến 60Hz, sự tiêu thụ năng lượng 100W, công dụng của nước hydrogen loại bỏ các chất oxy hóa mạnh và các tác nhân gây lão hóa, cải thiện việc giảm năng lượng bằng hỗ trợ trung hòa các gốc tự do tác nhân gây ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp và nhiều bệnh khác, cung cấp khoáng chất tự nhiên như K2, K, NaFe2 và Mg2 cho nguồn nước làm nước có vị ngọt tự nhiên, giúp quá trình hấp thu khoáng chất nhanh, bù nước hiệu quả. Chăm sóc da, nước dầu hydro được sử dụng hiệu quả trong việc chăm sóc sắc đẹp, chống lại sự lão hóa da, làm trẻ hóa làn da, làm sạch thực phẩm. Nguồn nước kiềm cũng giúp loại bỏ chất hữu cơ dư lượng trên bề mặt thực phẩm hiệu quả hơn so với nước máy có nên mua máy lọc nước để bàn Sisosum GAUAA tạo hydro dùng cho gia đình không? Để trả lời cho câu hỏi này thì sau thời gian mua và dùng chiếc máy này mình thực sự rất ưng nó, như đã giới thiệu ở trên loại nước hydrogen vô cùng tốt với sức khỏe của con người. Với chiếc máy này bạn có thể sử dụng nước hydrogen bất cứ khi nào bạn muốn mà không cần phải chờ đợi hay làm gì cả, ngoài ra chiếc máy này còn có các ưu điểm khác như kiểu dáng tinh tế sang trọng phù hợp cho mọi không gian không cần khởi động trước bạn chỉ cần kết nối với ổ cắm và đổ đầy bể chứa là có thể sử dụng được có chức năng tự động là sạch bộ lọc nước bằng than hoạt tính giúp loại bỏ clo dư trong máy thiết kế gọn nhẹ tiện lợi và an toàn dễ dàng tháo lắp lõi lọc tiết kiệm nước giảm đến 75% lượng nước thải, tăng 60% nước tinh khiết, tăng thời gian lưu nâng cao hiệu suất lọc, sử dụng các màng lọc tính năng tạo nước dầu hydro loại bỏ các tác nhân gây hại và làm giảm lão hóa, tiết kiệm chi phí bảo trì máy, chi phí thay lỗi và mang lọc nhờ độ bền và thời gian sử dụng lâu, có nước ngay không cần chờ đợi chức năng làm sạch tự động, nồng độ hydro ở mức cao 1,0 ppm, máy lọc nước hydrogen để bàn Sisosum GAUAA Mini SSST 1 Nhật Bản mua ở đâu, shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ order, mua hộ máy lọc nước hydrogen để bàn Sisosum GAUAA Mini SSST 1 Nhật Bản chất lượng cao nhật giá rẻ, uy tín. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với giá tốt nhất. Toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có biêu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc đảm bảo chất lượng tốt với giá ưu đãi, có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983 1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.